Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin chào toàn thể anh em. Giới thiệu với anh em cái bộ thòng bẫy đa năng nhá, thòng bẫy đa năng, bẫy cuốc, bẫy bìm bịp, bẫy chồn, bẫy đa đa nhá. Và một lô hàng cũng số lượng cũng rất là nhiều, mong anh em ủng hộ nhá. Lúc trước thì các bác gọi tới là hỏi thòng thì shop cũng rất là thông cảm cho shop, tại vì shop lúc đấy là hàng nó ít, nó chưa có nhiều. Nhưng mà từ bây giờ trở đi là cái nguồn hàng sẽ nhiều hơn để phục vụ cho các bác. Đây xin giới thiệu với các bác chi tiết cái bộ thòng bẫy đa năng mà bên shop Tân Ánh đang cung cấp nhá. Đầu tiên và cái sợi dây thòng. Các bác nhìn này. Dây thòng này là làm bằng chất liệu là cước Nhật các bác nhá. Cước Nhật màu đen ngụy trang, cước Nhật màu đen ngụy trang. Được đan theo kiểu Tết Sam. 4 sợi các bác nhá, đan theo kiểu Tết Sam. Và đan rất là dày dặn, chắc chắn chứ không phải là đan quá thưa đâu. Nếu mà đan thưa thì độ bền của nó sẽ không cao. Cái này là đan rất là dày này các bác nhìn này. Đấy, đan rất dày này các bác, khi mà mắc bổi nó xoắn, nó quấn thì với cái kiểu đan như này ấy, là các bác dễ sửa nắn chỉnh cho nó về lại cái hình dạng ban đầu. Đấy, các bác lưu ý đấy, là nó không phải như là cái dạng đan 4 sợi xe tròn. Đan 4 sợi xe tròn thì bản thân 4 sợi đấy nó đã xoắn rồi. Và khi nó xoắn một phát nữa thì là nó xoắn tít luôn, rất là khó gỡ, độ bền là không cao. Mà hàng đấy thì là hàng làm rất là nhanh, còn hàng này thì hàng làm cầu kỳ, hàng lâu nhá. Thì cái giá thành của bộ thòng này thì nó cũng hơi cao, thì các bác cố gắng thông cảm nhá. Cái giá bộ thòng này là, bộ thòng này ấy, nó là hàng chất lượng, hàng cao cấp, giá của nó là 700.000. 700.000 cho một bộ thòng đã bao cước chuyển phát nhanh cho các bác nhá. Cái trường hợp các bác mà muốn nhận chậm ấy thì có thể là giá thành nó sẽ giảm xuống, thì lúc đấy là các bác trao đổi trực tiếp với shop nhá. Và mỗi bộ thòng này thì sẽ có kèm thêm cho các bác 5 sợi dây thòng, 5 sợi dây đồng để cho các bác làm sợi dây thòng sơ cua. Và các bác này, loại này ấy, là bằng cước Nhật, phía cuối ấy, là có dây dù siêu bền nhá, dây dù siêu bền và khuyên đồng. Dây dù siêu bền và khuyên đồng nhá. Khuyên đồng này thì hàn theo công nghệ là hàn bạc chứ không phải hàn gió đá bình thường đâu các bác ạ. Đây các bác, đấy là cái phần dây. Để tôi nói thêm là cái bộ phận phía ngoài khung đi. Đây. Hàng này hàng làm rất là đẹp các bác nhìn đây này, nhìn trực diện xuống. Dây thòng tròn, cứng cáp, nó rất là đều nhau. Nó đạt đến tỷ lệ đến hơn 90% nhá, cái dây thòng này rất là đều nhau cực kỳ luôn. Chứ còn nói là 100% trọn vẹn thì nó không có, nhưng mà nó phải đến 90% luôn. Và cái khung này nhá, khung này là bằng thép AC, thép AC là thép không dỉ. Thép ở trong cái cáp sợi dây điện đấy các bác nhá. Các bác càng dùng ấy, thì nó càng sáng xanh lên chứ nó không có hề dỉ nhá. Đấy. Cái thòng này làm rất là kỹ, cái khung dưỡng là bằng gỗ các bác nhá, bằng gỗ công nghiệp nhưng mà được trà bóng, trà mượt và có sơn một lớp sơn PU nhá các bác nhá, có sơn một lớp sơn PU lên trên này để cho chống thấm nước. Và phía dưới này là vành theo kiểu bán nguyệt hai vòng như này để tạo ra cái tính thẩm mỹ. Còn đặc biệt cái thiết kế chi tiết là cái tay cầm này các bác này, tay cầm bằng inox nhá, tay cầm inox rất là sáng, rất là đẹp. Cái này là tay cầm inox mà người ta hay lắp vào cái cửa auto window ấy, cái cửa loại mà cửa nhôm loại xịn ấy, đã dùng cái tay cầm này nhé các bác nhé. Ở đây này có khuyết, cái lỗ này để cho các bác cầm nắm nó rất là dễ. Đấy, chứ nó không phải bằng thịt như đây, nó ngắn này các bác dễ khó cầm. Cái này nó khuyết sâu thì các bác là rất dễ cầm, dễ dùng nhé. Đây. Ở ngoài thòng ra ấy, thì là bên shop còn có cả mồi giả các bác nhá. Mồi giả điển hình là con cuốc này, hàng rất là đẹp, long lanh. Các bác mua thòng thì kết hợp mua luôn cả chim mồi giả nhá. Đây là cái phía trước của mặt thòng. Đây, các bác nhìn phía trên này, cái hàng này là hàng đang kỹ càng ở chỗ này các bác nhìn này. Cái liên kết giữa dây thòng và khung thòng là được quấn bằng dây đồng, và các bác này nhìn thấy này, 10 khung chia khoảng cách của thòng là đều nhau như 10, thẳng đét luôn, 10 khung bẻ góc vuông là như nhau luôn, làm rất là kỹ, làm rất là đều nhá. Đâm ra là hàng này là hàng cầu kỳ. Thế trường hợp mà có một khung nào lỗi nó vênh váo ấy thì là xưởng họ sẽ bỏ ra. Shop đã đặt hàng là làm thật là kỹ càng. Đấy. Đây các bác nhìn này, đây, liên kết là bằng dây đồng chắc chắn chứ không phải là liên kết bằng cái sợi dây chỉ đâu. Dây chỉ dây dù đâu các bác nhé, đây hai bên góc cũng vậy, 10 khung như nhau cả 10, làm rất là kỹ càng thì đâm ra là cái giá thành nó sẽ cao đấy các bác, tiền nào của đấy thôi các bác nhé. Đây các bác nhìn này, nó chia cái khoảng cách dây đều nhau chằn chặn luôn,
Đâm ra là hàng này là hàng cao cấp, hàng làm kỹ, không phải hàng làm dối nhá. Còn cái bộ khung hồng mà giá mà 550, 600 hay 500 thì đấy là shop không cung cấp, không có làm nhá. Shop chỉ có làm hàng đẹp nhất này. Giá là 700.000 cho các bác, 700.000. Đấy, 700.000 cho các bác bao ship nhanh cho các bác. Còn các bác muốn nhận ship chậm thì giá thành nó sẽ giảm xuống, thì lúc đấy các bác trao đổi trực tiếp với shop thêm. Các bác kết hợp mua thêm con mồi giả đấy nhá. Con mồi giả thì Hàn Quốc này thì rất chi là đẹp rồi, không phải chê điểm gì nữa. Anh em nhận được hàng rất là ưng ý, có tạo mắt giả, dáng rất đẹp. Quốc này là quốc nhồi bông nhá, tròn trịa thôi. Rồi mong nhận được sự ủng hộ của anh em nhiều hơn nữa dành cho shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh nhá. Các bác theo dõi kênh YouTube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh thì các bác sẽ nhận được những thông báo về những video mới mà shop đăng lên nhá. Rồi xin cảm ơn các bác rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau.